Xin chào các bạn. Mình rất vui được chia sẻ những kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan theo cách đơn giản và rất dễ tại nhà đến cho các bạn, giúp cây luôn có được nhiều hoa. Hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ. Cây luôn phát triển được khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Hôm nay mình chia sẻ cách một cây hoa lan mua về, cây đã bị khô héo. Cây sẽ được hồi sinh và rễ phát triển được khỏe mạnh hơn. Và khi các bạn trồng lại thì những cây hoa lan như thế này sẽ được phát triển rất nhanh, không bị héo lá. Khi một cây hoa lan mua về đã bị héo, các bạn cần phải đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát trong một tuần, không tưới nước cho cây. Và cách làm này sẽ giúp cho rễ và chất trồng sẽ khô lại, cho nấm và vi khuẩn sẽ không phát triển thêm trên những cây hoa lan này. Đây là điều kiện thuận lợi, và nó cũng sẽ giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh nhanh hơn. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ dùng nước tưới vào gốc của cây để giữ ẩm. Và cách làm này sẽ giúp cho cây được phục hồi rất nhanh. Khi sử dụng những phần sữa tươi không đường còn thừa lại, các bạn đừng vội bỏ đi. Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Hãy dùng 2 thìa nhỏ. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sử dụng sữa này sẽ tưới vào gốc của cây. Các bạn hãy áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Sau đó các bạn sử dụng một phần sữa tươi không đường. Và 2 phần nước. Và chúng ta sử dụng những miếng bông mềm này các bạn sẽ lau cho các chiếc lá. Và các bạn cũng áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ bổ sung những dưỡng chất đầy đủ qua lá và giúp cho những chiếc lá đã bị héo sẽ được phục hồi nhanh và dễ dàng hơn. Trong sữa tươi không đường có chứa rất nhiều dưỡng chất và rất dồi dào về vitamin. Nên khi các bạn áp dụng cách làm này thì những cây hoa lan sẽ được hồi sinh rất mạnh mẽ. Và 2 tuần tiếp theo các bạn vẫn tưới nước và chúng ta dùng sữa tươi không đường giống như vậy để chăm sóc cho cây và đặt cây cố định ở nơi khô ráo, thoáng mát. Và với cách làm này các bạn sẽ không cần phải cắt bỏ những rễ hư ra khỏi cây. Và với cách làm đơn giản này, sau khoảng thời gian 1 tháng, mình đã thực hiện thành công trên cây hoa lan này.
những chiếc lá đã dần được xanh cứng cáp lại rất nhanh. Và rễ đã phát triển rất tốt. Sự phát triển kỳ diệu của những chiếc rễ khi các bạn áp dụng cách làm này sẽ giúp cho hoa lan được phục hồi rất nhanh. Rễ rất khỏe mạnh. Và như các bạn đã thấy, trong suốt quá trình áp dụng công thức này, mình đã không cắt bỏ những rễ hư ra khỏi cây và nó đã khô lại một cách tự nhiên. Và đến giai đoạn này, các bạn cũng sẽ áp dụng lại công thức này và chúng ta sẽ chờ cho những chiếc rễ này dài phát triển tốt hơn, các bạn sẽ trồng lại cây. Và mình sẽ dùng nước sữa tươi không đường này tưới vào gốc của cây. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh rất nhanh chóng. Sau đó các bạn vẫn dùng nước sữa tươi không đường này chăm sóc cho những chiếc lá. Quá trình này các bạn nên thực hiện 2 tuần một lần để hoa lan được dễ dàng hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Và nó cũng sẽ giúp cho hoa lan của các bạn không bị các loại côn trùng và nấm rất hiệu quả. Cây sẽ dần lấy lại được màu xanh của lá. Và với cây hoa lan này, mình đã thực hiện thành công sau 2 tháng. Thì cây đã được phục hồi lại hoàn toàn. Lá rất xanh. Rễ đã phát triển, làm biến dạng chậu nhựa. Bây giờ các bạn có thể trồng lại cây. Và với cách làm này thì hoa lan của các bạn sẽ được phục hồi và phát triển rễ rất nhanh. Các bạn chỉ bỏ bớt những chất trồng cũ này. Và giai đoạn này các bạn hãy cắt bỏ những rễ bị hư này ra khỏi cây. Sau đó chúng ta vẫn sử dụng nước sữa tươi không đường này các bạn sẽ phun lên các chiếc lá và chúng ta cũng áp dụng cách làm này 2 tuần một lần hy vọng từ những phương pháp đơn giản và rất dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công.